gieo tắt máy cho anh Việt Anh. Của anh báo là một động cơ quay chậm đấy. Thì em kiểm tra là cái mạch EC này, mạch điều khiển động cơ này nó bị lỗi này. Em đã thay thế cho anh rồi. Máy em đã kết nối này. Thì cái chân về đây. Cam lên xuống này. GPS 19 rồi nhé. Em test chức năng bay rồi. Máy anh tự chiến định này. Chức năng tiến lùi trái phải này. Lượn vòng đi. Tại đang hơi có gió anh nhé. Sốc mưa. Trên về không muốn lắng tiếng. Chậm. Còn 2 giấy luôn. Nó cái chậm một của cái xoay đầu ấy. Nên là nãy chỉ hơn một tí cái là nó quay. Không mượt. Máy của anh hoạt động ok rồi đó. Em cho máy vào đây. Liếc này, thấy không? Thấy nó quay chậm không? Thấy không? Đấy. Hơn bọn hát phan kìa. Giờ như bọn hát phan kia quay phát là nó ấy luôn. Cái này quay hơi chậm. Nó dễ. Nó thay wifi được. Okay.